nay tôi đã hơn 70 ngoài rồi mà tóc tôi đã bạc mà lòng vẫn hăng say. Tôi chẳng quan tâm lời nói của thiên hạ, tôi vẫn là bà già ngoại rất xì tin. Ai cũng nói tôi nhìn già mà hiền khô, tôi hay làm trò chọc cười cho mọi người. Thấy tôi rất khỏe nè, nhưng mà vẫn lo âu, lo cho đứa cháu ở quê đang học hành. Tôi lên Sài Gòn một chuyến đi mà vui, đường gì mà đông xe cộ không dám qua. Nhà thì cao cao, siêu thị thì đông người, ngoài già suy tiên cực thích được vui chơi. Nãy vô quán bar tôi làm hai xì gu, khi nhạc nổi lên tôi đứng lên tôi nhây. Vừa la vừa hát vừa quấy thiệt mà vui. Mai đây tôi về thăm đứa cháu về y thương. Dù có đi đâu nhưng tôi luôn nhớ quê, thèm nồi canh chua cá kho ngon mặn nồng. Nhớ thương thằng cháu nên tôi sẽ về quê, lòng đầy thân thương nhưng ngoại rất xì tiên. Cũng nói tôi nhìn già mà hiền khô, tôi hay làm trò chọc cười cho mọi người. Thấy tôi rất khỏe nè, nhưng mà vẫn lo âu, lo cho đứa cháu ở quê đang học hành. Tôi lên Sài Gòn một chuyến đi mà vui, đường gì mà đông xe cộ không dám qua. Nhà thì cao cao, siêu thị thì đông người, ngoài già suy tiên rất thích được vui chơi. Nãy vô quán bar tôi làm hai xì gu, khi nhạc nổi lên tôi đứng lên tôi nhây. Vừa la vừa hát vừa quấy tiệc mà vui. Mai đây tôi về thăm đứa cháu dễ thương. Dù có đi đâu nhưng tôi luôn nhớ quê, thèm nồi canh chua cá kho ngon mặn nồng. Nhớ thương thằng cháu nên tôi sẽ về quê, lòng đầy thân thương nhưng ngoại rất xì tin. Nhớ thương thằng cháu nên tôi sẽ về quê, lòng đầy thân thương nhưng ngoại rất xì tin.